Hello, chào mừng toàn thể các bác cùng trở lại kênh YouTube của cơ sở lưới Phương Linh nhé. Mình là Dũng Henry. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với tất cả các bác những cái sản phẩm bẫy gà rừng mới nhất của bên cơ sở mình nhé. Những cái sản phẩm mới nhất cơ sở mình năm 2020. Mời tất cả các bác cùng xem từng chi tiết những cái sản phẩm mới nhé. Đây anh em, à, đây là giò đá này anh em nhé. Anh em nhìn kỹ này, cái bộ giò đá thì bên mình làm là 20 chân một bộ nhé. Cái dù này là dù sáp màu cỏ khô anh em nhé. Đó, thấy chưa? Anh em thấy màu cỏ khô này đặc biệt là cái chân của bên mình nè chân bên mình là duỗi hoàn toàn luôn không có đập nhé những cái cơ sở khác thì người ta đập á, nên cái chân nó sẽ có những cái vết bầm bầm đó, nó bị rỉ nhé bên mình là duỗi công nghệ mới không có rỉ chân là vót nhọn đây cho anh em đánh mọi địa hình luôn nó khoen thì mình làm khoen đồng này còn cái dù này thì là dù siêu bền đây nha nó còn cáp mà cáp inox nhé cáp inox mà bên mình xe 4 này đảm bảo là rất là mịn nhé rất là mịn và bền không đứt đó anh em cáp inox xe 4 hoàn toàn cái dù siêu bền này tại sao nó gọi là dù siêu bền bởi vì nó rất là bền nên gọi là siêu bền đấy anh em. còn đây là khoen đồng này cái chân này thì bên mình có cột dít chắc đấy anh em cột dít chắc đảm bảo anh em luôn là không bao giờ tuột được nhá đó, nếu mà anh em đánh mà bị tuột bên mình sẽ đền cho anh em một bộ khác luôn đó đảm bảo là bên mình có cha keo và cột rất là kỹ càng đó, một bộ là 20 chân đây là giò đá này anh em. còn đây là giò đón này giò đón thì nó cơ bản là nó y chang như cái giò đá luôn đó nhưng mà cái vòng cung này của nó dài hơn này dài hơn để nó có cái vòng nó rộng hơn thì nó be được từ xa anh em cắm thì nó be từ xa đó còn giò đá thì anh em phải đánh nó thật ngắn như thế này để cho cái con gà của mình nó đá cái con gà bổi nhá đó thì cái khả năng mà con bổi nó đâm vô nó dính nó sẽ hiệu quả hơn đó bởi vậy thì người ta mới gọi là giò đá giò đá là dành cho anh em là có gà mồi rồi thì hãy chơi giò đá còn giò đón là không có gà mồi đánh be từ xa đánh bằng âm thanh đó thì đây đó còn cái giá bán thì uh, anh em mua một bộ thì là 120 000 Anh em mua từ 2 bộ trở lên bên mình sẽ bao ship. Đó, 2 bộ là 240 000 bao ship nhé. Còn anh em mua 3 bộ này thì bên mình chỉ còn 110.000đ một bộ thôi. 3 bộ là 330 000 Đó, thấy chưa? Anh em mua 4 bộ này, mua 4 bộ bất kỳ nhé thì sẽ là 400.000đ 4 bộ. Mua 4 bộ thì chỉ còn 100 000 thôi. Mua 3 bộ thì 110 000 Mua 4 bộ thì chỉ có 100.000đ một bộ thôi. Đó, anh em mua từ 5 bộ trở lên này. 5 bộ trở lên thì bên mình sẽ tính anh em cái giá sỉ là 90 000 Còn anh em mua mua về bán lại em mua 10 bộ một lúc ấy, thì là 80 000 một bộ. Đó, thấy chưa? Anh em mua càng nhiều càng rẻ nha anh em nhá. Đó, đây. giỏ đá giỏ đón anh em mua bao nhiêu không cần biết. Cứ mua 10 bộ có giá sỉ 80 000 Rồi, đây là cái túi bổi của bên mình đây. Túi bổi của bên mình thì uh, cái công nghệ mới bên mình có làm cho anh em hai cái lỗ này để đút hai cái chân con gà vô này nó rất là thoải mái nhá bắt được con gà bổi cũng phải để cho nó thoải mái ờ, về anh em còn thuần nó, nó rất là đẹp rất là gọn gàng này về anh em còn thuần nó biết đâu lại thành con gà mồi thì sao đây nó dây đeo tay sách nó rất là tiện lợi có hai cái khóa này anh em để khóa nó rồi à, quay trở lại đây thì bên mình còn cái túi gà được con gà mồi nữa này đây là cọc inox nhanh nhanh nhá đó túi được con gà mồi này bên này thì anh em mở ra để khóa cái đuôi nó lại này nhá có 6 lỗ thông hơi này bên này ba lỗ bên này thì cũng ba lỗ luôn có một cái túi nhỏ bên hông này để anh em có thể đựng xích chân hay là những cái phụ kiện nhỏ nhỏ này đây mình sẽ mở nó ra cho anh em xem này đấy nhá mở nó ra thì anh em sẽ thấy ngay một cái miếng lót ở đây cái miếng lót này để làm cho con gà mồi của mình nhá con gà mồi nó không có bị chảy xớt anh em nhá nó bảo vệ con gà tốt nhất nhá anh em nhìn này bên mình may rất là chi tiết rất là đẹp nhá những cái đường nét này đó, rất là đẹp túi răn ri túi bổi cũng màu rằng ri luôn còn đây là xích chân gà này bên mình có chống xoắn inox này nha chống xoắn inox này thì nó không rỉ với cả nó có cái khóa rời nữa anh em có thể linh động tháo tháo ra tháo vô này đó rồi đây là những cái sản phẩm của bên mình ngoài ra thì bên mình còn rất nhiều những sản phẩm khác nhé anh em cần bất cứ loại nào cứ alo cho mình nhá số điện thoại thì bên trên đầu video anh em ha cảm ơn tất cả anh em đã cùng xem clip này của mình uh, kính chúc anh em thật nhiều sức khỏe anh em đừng quên đăng ký kênh youtube để ủng hộ giúp mình nhé uh, mình có rất nhiều sản phẩm khác anh em uh, hãy vào kênh của mình để theo dõi ngoài ra anh em có thể nhấn vào hai cái video hai bên đó để xem tiếp những cái video mới nhất hot nhất của bên mình cảm ơn tất cả anh em đã cùng tin tưởng và ủng hộ mình nhé mua hàng hãy nhấc điện thoại lên và alo cho mình nhé anh em cần bất cứ câu hỏi nào hãy để lại bình luận bên dưới mình sẽ trả lời hết rồi xin chào anh em bye bye